Tập 14. Tôi còn có việc chính nữa, nhưng cũng đơn giản thôi. Mời sếp nói, anh mau phát văn kiện. Tôi muốn chính thức thăng chức Lâm Du Địch làm trợ lý chủ tịch. Mọi người đã nghe rõ chưa? Kể từ hôm nay, Lâm Du Địch là trợ lý của tôi. Cảm ơn sếp Phi. Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi. Hay quá, chúc mừng nha. Cô giỏi quá. Anh Tây, cô tránh xa tôi ra đi. Làm sao đây? Đại Hùng, sáng mai cậu đi làm. Cậu ra giúp cho tôi xem rằng mấy người này mấy giờ đi làm vậy. Ngày giải phóng là ngày toàn dân, dân giải phóng rất thích. Xem Trương Lăng vui chưa kìa, rồi cái bài hát để ông nội ra hát luôn đó. Đó là do chúng ta thắng quá đẹp. Hôm nay chúng ta có thể hãnh diện rồi. Quá ngầu luôn, quá sung sướng. Phi Đức Nam hôm nay như là đại hiệp gì đó, đáp từ trên trời đáp xuống, xong vào đó tiêu diệt sạch sẽ, sau đó còn cứu cả chúng ta nữa chứ. Tôi yêu anh ta chết đi được. Cực phẩm, đúng là cực phẩm. Coi chừng bị Lý An Tây nghe thấy, kết tội chúng ta nữa đó. Cô ta dám sao? Hôm nay phía Đức Nam về phe của chúng ta. Cô ta tội tình gì mà phải vì Bùi Năng ngu ngốc đó đối đầu với chồng mình chứ? Phải đó. Cho nên tình hình này, né mặt Tiểu Phí hôm nay. Du Địch, đi nói với cậu ta, khoản tiền tôi trả giúp hôm nay tạm thời không cần trả lại. 600.000 lận đó. Có tiền khó giúp tôi hả giận. Đáng mà. Chỉ có hai cái túi thôi. Đúng là tiền chất thành núi. Này Du Địch, biểu hiện không tệ. Cảm ơn chị Tô Luy. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn cái gì chứ? Cô nên cảm ơn thiên thần bảo hộ của mình. Phải rồi, thiên thần của cô đang trong căn phòng chờ cô kia kìa. Con không mau vào cảm ơn anh ta đi. Nào nhanh đi, nhanh đi. Đi đi. Được rồi, đi đi. Đi cảm ơn người ta đi. Sếp Phí, chị Tô Luy đã trả tiền cho nhà cung cấp thầy sếp. Cảm ơn chị ấy giúp tôi. Nói chị ấy tôi sẽ sớm trả. Lãi thì ở mức cao nhất đi. Chị ấy nói tạm thời không trả cũng được. Không cần gấp, không được. Tôi không thích thiếu nợ riêng. Thật ra thì không sao đâu. Chị Tô Luy có nói là muốn cảm ơn anh hôm nay đã ra mặt giúp chúng tôi. Có gì đâu. Thật sự cảm ơn sếp. Cô mau đi làm báo cáo nhanh đi. Ngày mai họp quản trị rồi. Rất quan trọng đó. Coi chừng tôi lại đổi ý nữa đó. Anh đối xử với tôi tốt quá. Alo, Sở Quốc Lương nghe đây. Xin chào giám đốc Sở, tôi là Lâm Du Địch. Sếp Phí nói có thể làm phiền anh mang báo cáo bên ngân hàng qua không? Được thôi, hôm nay nha. Tôi sẽ gọi người mang qua. Được, cảm ơn anh. Tôi là Lâm Du Địch. Du Địch cái gì chứ? Tô Luy. Tô Luy. Gì đây? Giờ chị giúp tôi cái này đi. Nói, nhân lúc tôi đang vui vẻ, giờ chị photo bản báo cáo ngân hàng này, sau đó mang qua cho thư ký của sếp Phí. Sao vậy? Du Địch hay là Bùi Na? Cái cô xấu xấu đó, tôi không biết cô ta tên là gì, cũng không muốn biết. Vậy thì anh nhớ cho rõ, cô gái xấu xí đó là Lâm Du Địch, bây giờ không còn làm thư ký nữa đâu, mà đã là trợ lý chủ tịch rồi. Được. Giám đốc Sở, cái độ xấu xí đó bối cảnh ra sao? Cô ta và phía Đức Nam có quan hệ gì? Sao lại cất nhắc cô ta chứ? Anh cũng biết sao?
Nếu cô ta làm trợ lý chủ tịch sẽ càng thêm lớn lối. Cái đám suối quẩy kia cũng sẽ mượn thế mà làm phách thôi. Giám đốc Sở, sau này người tốt như là chúng ta không được yên ổn nữa đâu. Chắc chắn là họ sẽ được nước làm tới. Giám đốc Sở, anh hãy nghĩ cách đi. Không thể nào để tiểu nhân đắc thắng được. Được rồi, để tôi nghĩ. Giám đốc Sở. Alo. Dạ, chào sếp. Cô cứ về văn phòng trước đi, chút nữa tôi sẽ tìm cô. Đi đi. Alo. Sao rồi? Phải, buổi họp ngày mai đã quyết định rồi. Báo cáo dự tính tài chính anh đọc chưa? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Hắn ta và con ả kia đã cấm cửa tôi rồi. Họ rất ít khi để tôi lo chuyện quá đơn của công ty. Tôi chỉ có thể xem báo cáo bên ngân hàng thôi. À phải rồi, tôi kể sếp nghe. Bọn họ đã vay tiền rất nhiều lần luôn đó. Hơn nữa số tiền lần nào cũng lớn. Còn phần thu vào thì sao? Phần thu vào thì luôn có. Nhưng mà tôi lại không rõ lắm. Không biết đó là tiền lời hay là khoản vay nữa. Theo như tình hình thì ý tưởng đúng là nhận rất nhiều dự án, nhưng mà cũng chỉ là truyền miệng mà thôi. Còn có rất nhiều đại lý vẫn đang nợ tiền sản xuất. Phía Đức Nam này coi bộ không hoàn thành được hạng mục rồi. Tất cả đều nằm trong tay của sếp đó. Chắc chắn là không trụ lâu được đâu. Tôi nghĩ cậu ta sẽ báo cáo láo thôi. Theo dõi kỹ cậu ta. Tôi không hiểu. Chỉ cần cậu ta báo cáo dối trá bị tôi bắt được, tôi sẽ lập tức bóp chết cậu ta. Còn nếu không bắt được thì cậu ta còn chết thảm hơn đó. Mình không cần biết, chỉ cần tóm được chứng cứ thì sẽ là công của mình. Vô địch, mau đưa tôi báo cáo dự tính tài chính. Vẫn ổn chứ? Có gì cứ nói, không cần phải câu mày đâu. Tôi tính toán hiện tại vẫn không thể hoàn thành được mục tiêu. Không phải Tô Ly đã trả thay 600.000 rồi sao? Sao vẫn không đạt được mục tiêu? Đưa tôi xem bản phân tích. Đúng là tức chết đi được. Mình không tin là không đấu lại cái con khỉ đầu chó đó. Chào sếp Ngô. Alo, ai vậy? Sếp Ngô, đang làm gì vậy? Nana sao? Có chuyện gì? Tôi vừa về tới công ty thôi. Tôi gặp phải một chút rắc rối. Rắc rối gì chứ? Tôi sẽ tới tìm cô ngay. Nana, cô sao vậy? Là ai bắt nạt cô? Nói tôi nghe đi. Ai cũng bắt nạt tôi hết. Đi làm thì bị đồng nghiệp ức hiếp, tan làm thì buồn về chuyện vật chất. Đừng có va chạm bọn họ làm gì. Sếp Ngô, sếp Ngô không tâm sự với tôi sao? Bạn bè của tôi đều ở châu Âu hết rồi, cho nên không có một ai có thể trò chuyện với tôi hết. Nana, có quốc ức gì thì cứ nói với tôi. Chuyện công ty tôi không nói đâu. Tôi sẽ không nói. Nếu không sếp tổng lại nói tôi đảo lộn thị phi. Vậy thì chuyện vật chất sao? Tôi đã hết tiền trả tiền điện rồi. Cho nên bọn họ đã cắt điện của tôi. Anh coi đi, cả căn hộ tối thui luôn. Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, làm sao mà tôi ở được chứ? Chuyện này thì nghiêm trọng rồi. Sao cô lại không đi hỏi sếp phí, để cậu ấy ứng lương trước cho cô? Thôi đừng, tôi đâu có dám trêu chọc anh ta. Mỗi lần anh ta nhìn thấy tôi là cứ như gặp phải kẻ thù vậy đó. Làm gì tới mức đó? Nè Nana, cô đúng là tội nghiệp. Nhưng mà tôi cũng không giúp gì được cho cô. Thật ra thì tôi cũng không có cần ai giúp. Cứ để cho tôi cô đơn đối mặt trong bóng tối đi. Chỉ có thể rơi nước mắt trong màn đêm, tự mình pha rượu. Tiếc là tôi mới học được món bãi biển tình nhân, lại không có ai thưởng thức cùng với tôi hết. Như vậy đúng là đáng tiếc mà. Hay là như vậy? Nana, chút nữa tôi tìm sếp phí. Nếu tối nay không có việc gì, tôi sẽ về nhà với cô. Đề nghị này cô thấy sao? Cô cũng biết tôi đó.
Tôi không muốn nhìn thấy một cô gái đáng yêu như cô phải ở trong một căn hộ tối tăm đâu. Sếp Ngô, bất kể là trễ tới đâu, tôi đều sẽ đợi anh. Không được, tôi không thể mang cái này tới buổi họp. Nếu Lý An Thụy thấy cái này chắc chắn sẽ được như ý nguyện, hạ gục tôi ngay. Cả hai sao vậy? Tôi chỉ mới đi có nửa ngày thôi, sao nhìn mặt hai người mặt mày đau khổ vậy? Nhờ cô nói cho vị này nghe đi. Thật ra thì sếp cũng biết, tháng trước vì mua studio nên chúng ta tốn 10 triệu tệ. Hiện tại giữa kỳ không thể bù kịp, trừ bớt phí thế chấp mỗi tháng, chúng ta không đạt được mục tiêu. Hơn nữa có vài đại lý hiện giờ chưa thanh toán cho chúng ta, cho nên càng khó khăn hơn. Nghiêm trọng vậy sao? Còn không nghiêm trọng sao? Tôi nghĩ cậu đừng nhìn vào thiếu hụt, mà nhìn vào thành tích đi. Tuy rằng chúng ta bây giờ làm quảng cáo giá rẻ, nhưng mà rất nhiều mà. Dựa vào tính toán, phải rất khả quan chứ. Tôi rất đồng tình với ý của sếp. Nếu không phải tháng nào cũng trả lãi thế chấp thì thành tích chúng ta rất tốt. Nhưng vấn đề, hạng mục hiện tại của chúng ta không phải là thành tích tốt, mà phải đạt được mục tiêu 40 triệu của sếp phí. Đừng có nhắc tới cái này nữa, tôi không muốn nghe đâu. Chúng ta còn thiếu bao xa? Rất xa đó. Không có khả năng thực hiện sao? Cũng không phải là không có, trừ khi thay đổi phương châm vận hành của công ty. Nhưng mà biến động lớn như vậy, tôi vẫn chưa biết đó là tốt hay là xấu. Khoan đã, tôi cảm thấy ý tưởng này không tệ nha. Chúng ta có thể trực tiếp báo cáo tình hình hiện tại. Nói tiếp đi, cậu coi. Chúng ta có thể bảo đảm với hội đồng quản trị rằng chúng ta vẫn đang thực hiện kế hoạch. Chỉ cần thêm vài tháng thì chúng ta sẽ hoàn thành rồi. Không thể được. Chúng ta cần tranh thủ thời gian. Chỉ cần có thời gian thôi, chúng ta sẽ tìm cách. Cậu nghĩ Lý An Thụy dễ lừa lắm sao? Nếu anh ta thấy được báo cáo này còn không lấy kính lúp ra mà soi sao? Rồi anh ta sẽ biết không thể hoàn thành mục tiêu được. Này Đức Nam, chúng ta còn lựa chọn nào khác sao? Này Du Địch, cô có thể làm một bản dành riêng cho cuộc họp ngày mai không? Ý của cậu là sao? Thay đổi một số điều mục, tăng vài con số lên. Tóm lại là phải khiến cho nó không có sơ hở. Bất kể ai thực hiện nó cũng sẽ đạt được mục tiêu. Cái gì chứ? Anh muốn tôi báo cáo dối sao? Là cái gì? Đâu phải là báo cáo với nhà nước đâu. Chỉ là để qua mặt vài người thôi. Chỉ là con số thôi mà, có gì đâu. Tôi hiểu rồi. Nhưng sếp Lý là chuyên gia tài chính nên sẽ biết thôi. Anh ta sẽ không, bởi vì cô cũng là chuyên gia tài chính. Tôi tin tưởng cô đó. Sở Quốc Lương hiểu rõ tình hình công ty hay không? Thực ra thì anh ta không hề biết tiền vào là từ đâu, cũng không biết tiền đi đâu. Không phải chúng ta có thể làm giả một bản đồ hay sao? Cái này, đừng cái này cái kia nữa, thoải mái lên đi. Hai người sợ bị phát hiện hay sao chứ? Thực ra có phát hiện cũng đâu có sao đâu, tôi cầm đầu mà. Hai người chỉ là làm công thôi, được không? Cứ làm đi. Sếp Phí, anh gợi ý cho tôi đi được không? Đương nhiên. Làm giả tốn thời gian hơn là làm thật đó, mau làm đi. Trương Vĩnh Khang đã chọn xong rồi. Cô coi, bạn nhảy tôi chọn cho cậu ta thế nào? Cái này thì sao? Không được, quyến rũ quá. Hai người này thì sao đây? Nhìn rất thành thật đó. Không phải chứ. Nếu mà nói về thời thượng thì tôi không cảm thấy một chút nào hết. Nè An Tây, mắt nhìn của cô hôm nay làm sao vậy? Cô quên đeo kính áp tròng sao? Cảm ơn anh đã quan tâm. Sáng nay tôi vừa đổi một cặp mới, cho nên bây giờ mắt của tôi sáng lắm. Nhưng còn Gia Minh, anh vẫn đeo cặp kính tôi mua cho anh lần trước, cả tháng không đổi. Đeo cả tháng tôi quen rồi, cũng rất thoải mái. Hơn nữa nó cũng không ảnh hưởng phán đoán của một nghệ thuật gia. Nè An Tây à, tôi nhờ cô đó. Cô lau mắt nhìn cho kỹ đi được không? Cô thật lòng là thích những người này hay sao? Nè Gia Minh, anh đừng có cãi với tôi. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt đó. Tâm trạng của tôi tốt chắc. Hai người đang thảo luận cái gì vậy? Anh An Thụy, anh tới đúng lúc lắm. Mau dùng ánh mắt đàn ông nói với An Tây, anh thích chọn ai làm bạn nhảy của Trương Vĩnh Khang. Nè Gia Minh, anh ra ngoài một chút đi được không? Tôi có vài việc muốn nói với An Tây. Đúng là mất lịch sự. Chuyện gì đây? Chuyện gì mà không thể nói trước mặt của tôi? Áo sơ mi hôm nay đẹp lắm nha. Bớt chiều đó với tôi đi.
Sao anh tới đây? Cô em nói kìa, anh không được tới sao? Bọn họ đoạt quyền của anh rồi. Bớt nói đùa đi anh trai, anh không thấy em đang bận sao? Anh nghe nói tài chính công ty gần đây khá căng thẳng. Cái này em không biết, anh hỏi Đức Nam đi. Nếu anh không muốn hỏi anh ấy, vậy thì buổi họp ngày mai anh ấy cũng sẽ đưa báo cáo cho anh thôi. Anh Tây, em nói như vậy là không đúng. Em đừng có quên, anh là anh trai của em, còn Đức Nam chỉ là người ngoài thôi. Nếu em hối thúc đại lý gặp khó khăn thì chỉ có anh mới giúp được em thôi, chứ không phải là Đức Nam. Cảm ơn anh, em tự mình lo được. Nhưng không nghiêm trọng như là anh nghĩ đâu. Nếu thực sự mà xảy ra chuyện gì, em sẽ nói cho anh đầu tiên. Vậy đi, nếu như còn chuyện gì khác, ngày mai gặp trong buổi họp. Bây giờ em phải ra sân bay đón hai bác Phí. Được thôi, vậy em đi trước nha. Sếp Lý, có chuyện gì? Khách hàng gọi điện tới, hỏi là chọn xong người mẫu quảng cáo chưa? Chọn xong rồi, lát nữa tôi sẽ nói với họ. Dạ vâng, ngày mai gặp. Dạ, mai gặp. Cái này chúng ta có thể cân nhắc. Có phải là còn đại lý vẫn chưa trả tiền sản xuất hay không? Nếu như đã trả xong thì tổng thu nhập sẽ tăng lên khá nhiều đó. Nhưng mà cậu có nghĩ là phần này được tính rồi không? Này vô địch à, thêm nó vào đi được không? Dạ được. Tốt, cứ như vậy đi. Đang làm báo cáo tài chính sao? An Thụy, dự báo thời tiết đâu có nói là có gió. Là ngọn gió nào thổi anh tới đây? Gió bốc phét từ ai kia? Tôi bận lắm không tiếp anh đâu. Quản lý công ty phải biết kết hợp với lao động và nghỉ ngơi chứ. Đọc báo kinh tế hôm nay đi. Không có hứng thú. Báo kinh tế trang 3 rất thú vị. Cô biết chủ tịch mới của công ty Hoàng Quanh chứ? Có gì thì nói đi, không có gì thì đi giùm. Tên đó rất có duyên với cậu đó nha. Mới vừa tiếp nhận công ty đã chơi lớn đầu tư khu quay phim. Kết quả là khiến cho tài chính công ty đứt đoạn. May mà hội đồng quản trị phát hiện kịp thời, truyền thông cũng đã vào cuộc rồi. Cho nên cậu ta mất mặt rất lớn. Bịa chuyện hay đó. Chuyện này không phải là tôi bịa đâu, mà tự cậu ta diễn. Nếu cậu có bản lĩnh tự biên tự diễn như vậy thì tôi cũng có thể giúp cậu lên báo. Nhìn thấy chưa? Chúng ta hết đường để đi rồi. Làm đi. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu đó. Hắn ta giờ này còn tới đây để nói như vậy, chắc chắn không đơn giản là chọc cậu thôi đâu. Cậu không muốn tôi lên báo thật đâu chứ? Vô địch. Dạ. Không được có sơ hở nào. Dạ. Quốc Lương, Sếp Lý, cứ theo bước một chuẩn bị. Cậu ta đang loạn lên cả rồi. Với Đức Nam sao là đối thủ của sếp được chứ? Muốn vạch trần báo cáo giả thì chúng ta phải có số liệu gốc. Anh phải lấy cho bằng được chứng cứ này. Dừng. Ngô Dung, sao tới bây giờ vẫn còn chưa ra? Thắng hay là thua đều là dựa vào hôm nay hết. Mình phải chuốc say anh ta, sau đó tóm gọn anh ta. Có anh ta chống lưng rồi thì để coi ai dám chống đối lại mình nữa. Buna, giám đốc Sở, anh còn chưa về sao? Tôi tới để thăm cô. Nghe Tôn Bồi nói ả kia đã lên làm trợ lý chủ tịch rồi phải không? Tâm trạng cô chắc chắn sẽ không tốt. Tôi đang là không biết tâm sự với ai đây. Cô ta trèo lên đầu của tôi luôn rồi, ý là có sếp Phí chống lưng. Ngay cả sếp Lý mà cô ta cũng không coi ra gì. Cô ta sỉ giả tôi lại càng khỏi phải nói đi. Cô ta dám bắt nạt luôn các anh sao? Cô ta đúng là quá đáng. Anh nói đi, sao trên đời này lại có một kẻ xấu xa tới như vậy? Bây giờ đây kẻ ác đang sống vui,
Người tốt đúng là khó làm mà. Tôi thật lòng là không dám nghĩ cô ta đã lên làm trợ lý chủ tịch rồi. Người tốt như chúng ta sau này sẽ ra sao đây? Chắc chắn sẽ có cách cho cô ta không được lên. Ý của anh là sao? Giết cô ta? Đừng có ác vậy chứ. Không, không có ác vậy đâu. Ý của tôi là sẽ có cách nào đó kín đáo hơn một chút. Kín đáo. Nè Buna, buổi họp ngày mai rất quan trọng. Báo cáo của phía Đức Nam lại càng quan trọng hơn. Đúng lúc là do Lâm Vô Địch phụ trách. Nếu như mà báo cáo này có lỗi lầm gì vậy thì... Báo cáo có lỗi lầm gì sao? Cái này thì tôi không thể nào nói cho cô nghe được. Nói cho tôi nghe đi. Không được đâu. Không được sao? Không ổn với tôi sao? Không phải. Phải xem từ mặt nào cái đã. Nếu như là tương lai thì sẽ rất có lợi cho cô. Còn nếu như là hiện tại, vậy thì cô phải... Là sao đây? Cô phải tăng ca. Tăng ca? Có gì không ổn sao? Quốc Lương, sếp Phí. Tưởng anh về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức rồi chứ. Sao lại rảnh rỗi tám chuyện với thư ký của tôi? Thật ra tôi tìm cô ấy là muốn nhờ cô ấy chọn trang sức giùm thôi. Bởi vì hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của tôi. Sếp cũng biết, chỉ phụ nữ mới biết phụ nữ thích cái gì mà. Vậy sao? Nè Buna, vậy thì cô mau đi đi. Buna nói tối nay còn có việc, vì vậy mà tôi đành phải đi tự lựa vậy. Quốc Lương, sếp còn chuyện gì sao? Tôi chỉ là muốn chúc anh và vợ của anh kỷ niệm vui vẻ. Cảm ơn sếp. Buna, không phải cô có chuyện sao? Không đi đi. Tôi chờ người. Tôi biết là cô đang chờ người. Vậy phiền cô nói với người mà cô đang chờ tối nay về nhà sớm một chút. Ngày mai còn phải đi làm đó. Người đó biết rồi. Tạm biệt. Cho hỏi, người cô đang chờ tên là Ngô Dung hay sao? Anh đoán xem. Hy vọng lần sau pha bãi biển tình nhân đừng bỏ thêm chocolate nha. Tôi không muốn dính líu tới xe cấp cứu nữa đâu. Tôi cũng đâu muốn phá của đâu. Đi thôi. Đi đâu? Hay là chờ thêm chút nữa đi. Lâm Vô Địch còn chưa về nữa đó. Nếu như mà tôi về trước, sếp Phí lại nói tôi là người vô trách nhiệm. Cô ấy là người mấy mà, còn cô là con gái. Đừng có mà so đo với cô ấy. Nào, về thôi. Tôi muốn ngửi mùi hương của bãi biển tình nhân. Anh đi trước đi. Chút nữa anh cứ tới thẳng nhà của tôi là được rồi, có gì đâu. Tại sao? Đâu phải là anh không biết. Công ty toàn dân nhiều chuyện thôi. Nếu như mà hai chúng ta đi chung, vậy thì sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hình tượng của anh. Đừng nói là cô có cái hẹn khác rồi nha. Sao anh lại nghĩ như vậy chứ? Lý An Thụy không hẹn với cô nữa sao? Đương nhiên anh ấy muốn hẹn tôi rồi, nhưng mà tôi đã từ chối. Tôi đã có người mà mình thích rồi, cho nên tôi không muốn qua lại với anh ta nữa. Được. Nghe lời cô, tôi sẽ về trước. Về đó mà chờ bãi biển tình nhân của cô. Alo, mẹ sao? Con sẽ về ngay đây. Con dọn đồ rồi về ngay. Dạ mẹ. Mẹ nói với Á Quân tối nay con còn có việc cần cậu ấy. Nói cậu ấy qua nhà chờ con nha. Mẹ, con có một tin vui dành cho mẹ đây.
Nhưng mà thôi, khoan hãy nói. Về nhà thì con sẽ nói. Dạ được rồi, con cúp máy đi. Về nhà nói sau nha. Sao đây? Báo cáo ngày mai cô làm xong chưa? Vẫn chưa. Cô hỏi làm gì? Để còn đi photo. Photo xong còn bỏ vào bìa hồ sơ. Bỏ vào bìa hồ sơ xong thì mang tới phòng họp đó. Tôi không muốn nước tới chân mới nhảy. Xin lỗi nha, tôi chưa làm xong nên không đưa cô được. Ngày mai là họp rồi mà cô còn chưa làm xong sao? Có gì lạ đâu chứ. Tôi còn tưởng trợ lý chủ tịch hiệu suất công việc là cao lắm đó chứ. Quá ra làm gì cũng rề rà chậm chạp. Vậy tôi chậm như vậy thì cô làm đi. Cô đừng tưởng là biết làm báo cáo thì hay lắm. Tôi nói cho cô biết, cô còn xa lắm mới giới được trợ lý chủ tịch đó. Có xa hay không là do tôi nói. Tôi không có rảnh để đấu võ miệng với cô đâu. Cô làm đi rồi mai đưa cho tôi. Tôi đã nói cho sếp phí, trước trưa ngày mai sẽ đưa cho anh ấy. Nếu như cô thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng sếp đi. Sếp phí chỉ chịu hơi cô sếp mà chặn tôi thôi. Chúng ta không sợ cô ta. Hù tôi sao? Làm gì vậy? Sao không thấy bụi na ra chung? Người ta là sợ bị đồn, cho nên thấy gớm. Alo, alo, giám đốc Sở. Tôi là Bùi Na đây, anh đang ở đâu? Tôi vừa ra khỏi công ty. Sao rồi, lấy được chưa? Cô ta không có chịu đưa. Vẫn chưa làm xong. Tôi đoán ngày mai bắt đầu họp cô ta mới lấy ra đó. Nè Bùi Na, thông tin và tài liệu để cô ta làm báo cáo có phải là nằm trong máy tính của cô ta hay không? Chắc là vậy rồi đó. Sao vậy? Tôi muốn thấy máy tính của cô ta. Cô ta ở đó tới chừng nào? Khi nãy tôi bước vào thì thấy cô ta đang nghe điện thoại, nói là sắp về nhà rồi. Được, vậy tôi lập tức quay lại ngay. Tôi thấy Bùi Na nói chuyện với Sở Quốc Lương, bỗng thấy bất an vô cùng. Cứ cảm thấy Sở Quốc Lương có cái gì đó, nhưng lại không biết anh ta sẽ xuống tay ở đâu. Ý của cậu là sao? Cậu lo anh ta lợi dụng Bùi Na hả? Khó nói lắm. Hôm nay tôi xử cô ta rất thảm. Bùi Na chắc chắn đang hận tôi. Nếu như lúc này Lý An Thụy và Sở Quốc Lương thừa nước đục thả câu. Không được, cậu mau chóng kêu Bùi Na xuống đây. Sao? Nhanh đi mà. Người ta khó khăn lắm mới móc nối được đó. Có gọi không? Cô bị gì vậy? Tôi hỏi cô mới đúng đó. Tôi bị làm rớt điện thoại, đang nhặt điện thoại thôi. Vậy thì tôi về trước đây, tạm biệt. Ma nữ, lại còn thích nhát người nữa. Sao cô ấy lại không bắt máy? Cứ tiếp tục gọi đi, nhanh lên. Alo, ai đó? Alo, Nana. Cô sao rồi? Dung Dung, thì ra là anh sao? Thực ra thì tôi đang muốn hỏi cô là khi nào cô ra khỏi công ty vậy? Nói là cậu đang chờ cô ta đi, nhanh lên. Nana, cô mau ra đi mà. Đáng lẽ là tôi tính về trước, nhưng mà xuống lầu cảm thấy trời hơi tối,
Làm sao mà tôi có thể để cho cô về nhà một mình được? Vì vậy đang chờ cô dưới lầu đây. Vậy thì anh chờ thêm một chút nữa đi. Sao vậy? Tôi bị đau bụng. Tôi đi vệ sinh một chút nha. Nói là cậu lên lầu tìm cô ta mau. Nè Nana, ở dưới lầu lạnh lẽo lắm. Hay là tôi lên lầu tìm cô nha, được không? Đừng. Ý của tôi là không cần đâu. Anh không cần phải lên. Cho tôi thêm 10 phút nữa đi. Tôi cúp máy đây. Chút nữa gặp nha, tạm biệt. Làm sao đây? Cô ta cúp máy luôn rồi. Giám đốc Sở, Sở Quốc Lương mới bước vào. Tôi không tiện lên. Cậu đi đi. Nói là đưa Bùi Na về. Tiện xem thử Sở Quốc Lương muốn làm cái gì. Cậu không sao chứ? Bị làm phim điệp viên hay sao? Anh ta làm được cái gì? Mau đi. Được rồi, đi thì đi. Xếp Ngô. Phí Tổng, anh chưa về sao? Tôi còn chút chuyện. Sao cô chưa về? Báo cáo sao rồi? Tôi định về nhà làm tiếp. Ở nhà thoải mái hơn. Tôi chở cô về nha. Dạ không cần đâu. Tôi về bằng xe buýt là được rồi. Xe buýt chậm lắm. Tôi chở cô về nhanh hơn. Về sớm làm sớm. Báo cáo nhanh xong tôi cũng yên tâm hơn. Đi thôi. Anh tới rồi sao? Mau lên. Bên này, nhanh lên. Tôi nói cho anh nghe, tôi có gì cần phải đi. Chỗ này giao lại cho anh nha. Cũng được, những chuyện hôm nay đừng để người khác biết. Nana, sao anh lại lên đây vậy? Là người ta chờ không nổi nữa mà. Sao cô lại bước ra từ phòng của vô địch? Tôi vừa định về thì thấy phòng chưa tắt đèn, cho nên tôi qua tắt giùm thôi. Cô ta cũng thiệt tình, đúng là không biết tiết kiệm tiền điện gì hết. Chờ tôi một chút nha, chúng ta mau về nhà thôi. Chờ tôi một chút nha. Tôi thật sự cũng rất tiết kiệm điện đó. Nào đi thôi. Nana, Du Địch, sau này cứ để tôi đưa cô về nhà cho. Sao mà làm phiền sếp được chứ? Như vậy không tiện đâu. Sao lại làm phiền? Cô giúp tôi nhiều chuyện như vậy thì tôi giúp cô là chuyện đương nhiên rồi, có gì đâu chứ. Phải rồi Du Địch, cô có thích nghe nhạc không? Dạ thích. Thích nghe thế loại nào? Jazz, dân gian và blues. Phải rồi Phí Tổng, tôi sẽ kể cho sếp nghe một bí mật. Tôi biết thổi harmonica đó. Bây giờ tôi sẽ thổi cho sếp nghe nha. Này Du Địch, không biết là do tôi không hiểu cô hay do cô quá phong phú. Tôi cảm giác cô giống như một diễn viên kim cương. Góc độ khác nhau sẽ tỏa sáng khác nhau. Tôi có biết một quán bar thường có ban nhạc đồng quê biểu diễn. Chúng ta đi nghe nhạc đi. Dạ được thôi. Mà không được, tôi còn phải về mà làm báo cáo. Chúng ta nghe nhạc trước đi. Chút nữa tôi làm báo cáo với cô. Được không? Du Địch, đồng ý đi được không? Sếp Phí. Vô địch. Phí Tổng, xin lỗi nha, tôi ngủ quên mất. Tôi có nói mớ hay không? Cô có thói quen nói mớ sao? Cũng còn tùy lúc. Cô vừa nói tôi còn phải làm báo cáo. Vậy tôi còn nói gì nữa không? Còn cái khác nữa sao? Không có. Cô coi, cái đó quẹo phải phải không? Dạ.
Đã 9 giờ rồi mà Đức Nam vẫn chưa về. Chắc chắn vẫn đang làm báo cáo tài chính cho buổi họp ngày mai đó. Cái thằng này toàn là nước tới chân mới nhảy thôi. Mẹ An Tây, công ty dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ? Chút nữa Đức Nam về sẽ nói cho bác biết. Con không muốn xen vào đâu. Nghe con nói như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì? Cứ nói cho bác nghe đi. An Tây, có phải là con là cãi nhau với Đức Nam không? Con nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Sếp Phí, nhà của tôi ở đó đó. Nhà cô cũng xa quá, đường thì quanh co, thì ở đây rẻ mà. Sếp Phí, tôi về trước đây. Tạm biệt. Này Vô Địch, tối nay phải làm xong báo cáo. Sếp yên tâm đi. Tạm biệt. Tạm biệt nha. Chung cư đó ở bao nhiêu người vậy? Mẹ, con về rồi đây. Ba con mệt cho nên ngủ rồi, đừng có làm ba dậy. Nè, con gọi điện nói có tin tốt. Là tin tốt gì vậy? Chờ một chút nữa đủ người rồi thì con sẽ nói luôn cho. Không nói như vậy thì mẹ không nghe nữa. Mẹ xem phim rồi, hôm nay tập cuối. Cô Khương, tụi con cần khảo sát khách hàng. Được thôi, cô muốn xem loại phim gì nhất? A. Phim phá án. B. Phim chiến tranh. C. Không thích coi. Cô chỉ thích xem phim tình cảm thôi. Hai người có còn muốn nghe con kể tin vui hay không? Đừng có phá, tôi đang làm khảo sát. Ngày mai con được thăng chức làm trợ lý chủ tịch rồi. Muốn tôi và cô chú ý không cần phải nói dốc đâu. Không phải đâu, sếp Phí đã làm thông báo rồi đó. Phí Đức Nam biết nhìn hàng nha. Con đã biết cố gắng vì gia đình rồi đó. Mẹ, mẹ đừng kích động như vậy. Không không, không phải là tại con, mà là do bộ phim hồi hộp quá. Mẹ, con đi lấy thuốc cho mẹ nha. Mẹ đừng có coi nữa. Thôi, không coi là càng khó chịu hơn. Mọi người làm gì vậy? Chú Lâm, Vô Địch được tăng lương rồi. Tăng lương rồi. Tăng lương? Tăng lương là sao? Tức là tăng tiền lương, mức lương mới. Nên sớm như vậy, ngày nào cũng tăng ca cả mà. Không những tăng, mà còn phải thăng chức luôn mới đúng. Như vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Chú Lâm mà, phải biết đủ chứ. Biết đủ cái gì chứ? Giỏi như Vô Địch đây, là chỉ làm trợ lý bình thường, đã là lời cho cậu ta lắm rồi. Rốt cuộc tăng lên bao nhiêu đây? Này Vô Địch, rốt cuộc thì họ tăng cho con bao nhiêu vậy? Con vẫn chưa biết, nhưng ngày mai sẽ biết thôi. Chứ dù thế nào, được tăng lương chứng tỏ ông chủ của con đã công nhận con. Ba thật sự rất vui đó. Tiểu Đường à, nhìn coi Vô Địch nhà chú, rồi tự nhìn mình đi. Lo kiếm công việc đàng hoàng mà làm, đừng có ngày nào cũng ở không. Chú Lâm à, đâu phải là con thất nghiệp đâu, con chỉ là không có việc làm thôi. Sự nghiệp của con là ăn trực phải không? Chú Lâm, con đâu có ngốc. Con là đang làm máy tìm phim cho cô Khưu đó. Chờ con làm xong, chú muốn coi phim gì cũng được. Coi phim Tây Ba Tây Tư hay là Tình Đầu Trong Sáng, Yêu Thầm Vô Vọng, cái gì cũng được. Chỉ cần là phim chú thích thì chắc chắn chú sẽ tìm ra nhanh thôi. Đảm bảo đầy đủ. Mau lắp cho cô đi, không lành mạnh quá dung tục. Tôi dung tục đó. Áo quần, chừng nào thì cháu làm xong? Giúp tôi làm báo cáo đã. Lại kéo vào phòng rồi. Không được đóng cửa đâu. Ở câu lạc bộ golf. Và trước mặt Tôn Bồi, anh ấy đã trở mặt với con. Không phải là trở mặt, mà là bảo vệ thư ký của nó thôi. Bác trai, không phải là bảo vệ đâu. Anh ấy chỉ là đang gây rối. Con khuyên anh ấy không nghe. Bác cũng biết là ở sân golf mất mặt biết bao nhiêu. Làm quá rồi. Con ngày thường không như vậy. Con nào có làm quá đâu. Anh ấy đã thăng cô ta lên làm trợ lý chủ tịch rồi đó. Cái gì? Cô bé đó mới tới công ty thôi mà. Mới đó đã thăng chức rồi sao? Dạ đúng. Giống như là trúng tà vậy. Nó làm gì là có đạo lý của nó. Đừng có nói ăn tay như vậy. Đức Nam khiến con bé uất ức. Bà coi, nó không nói với mình thì nó sẽ nói với ai đây? Nè ăn tay, con biết ý bác không phải là như vậy. Giờ Đức Nam về rồi, bác sẽ nói chuyện với nó. Ba, mẹ, con về rồi đây. Bác trai bác gái, đừng nói với Đức Nam những chuyện con nhắc tới Lâm Vô Địch nha. Ba, đi Singapore về phơi nắng đen luôn rồi phải không? Không giữ da tốt bằng mẹ.
Sao vậy? Mọi người vừa nói gì vậy? Ba mẹ đang nói chuyện đám cưới của con và anh Tây đó. Có thật vậy không anh Tây? Đức Nam, vào phòng sách với ba đi. Tài liệu ở đâu rồi? Hình như là ở đây. Đây là khăn lau xe của sếp Phí. Chút nữa tôi sẽ giặt sạch và trả cho nấy. Tỉnh lại đi du lịch à? Cô đam mê nhặt đồ sao? Cái khăn lau của sếp mà cũng cất trong túi. Cậu không nói dễ nghe một chút sao? Sếp Phí nói chuyện thân chức với tôi, khiến tôi xúc động quá nên khóc. Sau đó anh ấy đã đưa tôi cái này đó. Lãng mạn thiệt đó. Tôi biết rồi. Anh ta còn lấy nước rửa kiến cho cậu rửa mặt nữa, bôi dầu lên mặt của cậu. Cuối cùng lấy cái bô xe sấy tóc cho cậu phải không? Cậu không học về xe hơi sao mà rảnh quá vậy? Đợi cái máy giờ video của tôi nổi tiếng, xe nào mà không mua được. Nhưng mà nó nghiêm túc thì sếp Phí thật sự rất tốt. Cậu coi, nếu tôi khóc ở chỗ khác, chắc chắn là không một ai quan tâm tới tôi. Nhưng mà anh ấy thì có đó. Phải rồi, anh ta cho cậu cái giẻ lau, nhưng nó là cái giẻ lau sạch. Cậu phải biết đủ chứ. Nè Á Quân, báo cáo này thật sự rất quan trọng với tôi. Nếu như không làm xong, ngày mai tôi và sếp Phí sẽ gặp rắc rối. Được rồi, bác phải thừa nhận Đức Nam mới tiếp quản công ty, nó chịu áp lực rất là lớn. Dĩ nhiên là nó cũng sẽ có đạo lý riêng. Con thử nói chuyện với nó xem sao. Anh ấy giờ chỉ muốn nói với cô thư ký kia. Cứ như vậy, không qua mấy tháng nữa cô ta sẽ lên chức phó giám đốc luôn đó. Làm gì tới mức đó chứ? Chỉ là một nhân viên bình thường ở công ty mà thôi. Thấy chị không ổn thì cứ đuổi việc cô ta là được. Thật sự không phải đơn giản như là bác nói đâu. Bác biết Đức Nam nhìn trúng cô ta, có những lúc còn quan trọng hơn cả con. Hay là như vậy, buổi họp hội đồng cứ nhìn biểu hiện của cô ta rồi tính. Nè Du Địch, không biết là cậu có để ý không, nhưng theo tình hình này mục tiêu của sếp cậu không thể hoàn thành được đó. Phải rồi, cho nên mới cần sửa báo cáo. Sửa báo cáo? Tức là làm giả hay sao? Không phải là làm giả, chỉ là chỉnh cao phần thu nhập vào thôi, rồi giảm phần chi ra. Có khác gì đâu. Cậu biết tôi có nguyên tắc mà. Tôi có thể giúp cậu trốn thuế hoặc là làm lỗ vốn, vì chúng thì hợp pháp. Nhưng mà cậu lại để tôi đi làm giả số liệu. Cậu đừng có gấp, nghe tôi giải thích đi đã. Giải thích thế nào cũng không thuyết phục được tôi đâu. Nếu không bất đắc dĩ thì tôi đã không nhờ cậu làm như vậy rồi. Tài chính công ty gặp phải một chút khó khăn, nhưng mà sẽ lập tức tốt lại thôi. Chúng tôi chỉ sợ tiểu nhân tóm được sơ hở, tạo ra sóng gió. Nếu như vậy thì tôi và sếp Phí sẽ hết cơ hội luôn đó. Vậy nếu tiểu nhân biết báo cáo là giả thì sao? Thì cậu và sếp của cậu sẽ bị đá ra đường đó. Nếu không sửa báo cáo thì cũng sẽ bị đá ra đường thôi. Tình hình bây giờ chính là đưa đầu là một đau, mà rụt đầu cũng là một đau. Cho nên chỉ đành làm liều thôi, cậu hiểu không? Vậy thì đâu chứ cần sửa báo cáo tổng, phải sửa chi tiết hết từng bản biểu, như vậy mới khớp hết con số. Không sai, chúng ta phải lật lại báo cáo tổng và sửa lại báo cáo chi tiết bên trong. Như vậy cũng chưa chắc ăn được đâu. Cậu có từng nghĩ lỡ như có ai tra lại báo cáo gốc thì sao? Tất cả báo cáo gốc đều nằm trong máy tính của tôi ở công ty, còn lại là nằm trong bộ nhớ và mất giấy tờ này. Chỉ như vậy thôi. Vậy lỡ như có ai tra máy tính của cậu thì sao? Chắc là không có ai rảnh rỗi chạy tới phòng chủ tịch để tra máy tính của tôi đâu. Lẽ như có thì sao? Vậy thì phải là chuyên gia máy tính mới được đó. Tại sao? Đúng là quá đáng. Thứ tồi tệ. Không có gì thì cài mật mã làm cái gì? Hại mình phải tìm người giúp rồi. Đúng là quá đáng. Alo, Âu Dương sao? Là tôi đây. Anh có thể tới phòng làm việc của tôi ngay không? Phải, ngay lập tức. Được. Mình nhìn tao cái gì?
我知道该用什么赢得胜利，自己拼自己才对自己。